Đây là bộ phim kinh dị mà người đại lục không dám quay theo phong cách siêu dị. Phim còn là đỉnh cao của nữ hoàng ma nữ Lee Sin Gi và được mệnh danh là phiên bản Hong Kong. Bồn tắm ma xa lần hin, cô ấy đến đây. Ở đầu phim, người phụ nữ, tôi đang rửa mặt trong phòng tắm thì chợt cảm thấy có một bóng người lơ lửng phía sau mình. Tuy nhiên, cô quay lại và không thấy gì bất thường. Ngày đó, cô tưởng mình bị lóa mắt, đang định tiếp tục rửa mặt. Lại có tiếng đồ vật va chạm, anh tấn giật mình. Cô thận trọng bước vào phòng và nhìn quanh nhưng vẫn chẳng có gì cả, bất kỳ phát hiện nào nhưng khi quay lại phòng tắm cô phát hiện bòi hoa sen phun nước tôi không biết khi nào đầu tôi được mở ra và bồn tắm cũng được tiêm đầy nước sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện sau tấm kính mặt anh tấn sợ hãi nhưng hãy đợi đến khi anh ấy muốn nhìn kỹ hơn lúc đó bóng người trước mặt tôi đã biến mất trên mặt đất vẫn còn lưu lại một số dấu vết một sợi tóc dài dường như cho thấy chuyện vừa xảy ra không phải đó là một ảo ảnh anh huân chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì từ trong nhà lại có một cuộc gọi đến có những tiếng gầm kỳ lạ và những điều kỳ lạ lần lượt xảy ra nhưng thay vì cảm thấy hoảng sợ, tôi càng trở nên phấn khích hơn, bởi vì anh Tấn là một, là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết kinh dị, thiếu cảm hứng sáng tạo nên. Sau đó anh ấy viết tất cả những gì vừa xảy ra ở cõi ma, trong tiểu thuyết, nhưng lúc này điện thoại lại giao lên để tìm hiểu, ai đang gây rắc rối ở đây, anh quyết định bật loa ngoài và ghi âm, giọng nói của bên kia, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng giọng nói đó lại đến từ phía bên kia, đó là tiếng khóc của một đứa bé, anh tấn sợ đến mức ngồi phịch xuống ghế, tận dụng cảm giác hưng phấn trước khi kịp, biến mất anh tiếp tục mở máy tính để cốt nhưng vô tình phát hiện những bản thảo bò trong thùng rác thực chất đang tự di chuyển di chuyển anh vội vàng nhặt một trong số chúng lên mở ra và ngạc nhiên nhìn thấy hóa ra những sự việc siêu nhiên xảy ra tối nay đều là do anh viết ra cốt truyện của cuốn tiểu thuyết chỉ có vậy vừa dứt lời đột nhiên có tiếng gõ cửa ách sân mạnh cô mở cửa thì thấy bạn trai cũ đang đứng bên ngoài đối phương mời cô đến một nhà hàng và đề nghị cô muốn quay lại với nhau yêu cầu hai người ban đầu là một cặp đôi rất yêu nhau nhưng người đàn ông cuối cùng Người ta bỏ rơi anh Tấn vì tiền và cưới một người phụ nữ khác, kết hôn, bây giờ vừa ly hôn, anh lại đến đây để thiết lập mối quan hệ sâu sắc cho mình. Anh giả vờ làm người yêu và nói rằng anh chưa bao giờ quên anh, nhưng Asun không thể muốn quay lại, tôi từ chối ngay tại chỗ, trên đường về nhà, anh huân phát, một luồng sáng đỏ kỳ lạ xuất hiện giữa không trung, hành động vô đạo đức, anh sợ hấp thu các mảnh vỡ trên mặt đất, nhưng ánh sáng đỏ lại lóe lên ở giây tiếp theo, sau khi biến mất một lúc, anh vội vàng quay trở lại, viết kinh nghiệm này thành một cuốn tiểu thuyết cảm hứng tràn ngập anh huân vốn là muốn đợi nhân vật chính nhìn thấy đèn đỏ thêm cảnh giật thang máy nhưng vì cảnh này mà làm sao anh có thể tôi không thể tìm ra nó vì vậy tôi quyết định xóa nó nhưng sau đó à tôi cảm thấy chóng mặt khi đi đại tiện và ngủ gục trên bàn đi đi nhưng khi tỉnh dậy anh thấy cốt truyện đã bị xóa hóa ra là việc khôi phục lại khung cảnh này một lần nữa tạo cảm hứng cho anh sáng tạo nên anh tôi lập tức đi ra ngoài và đi thang máy định viết chuyện dựa trên trải nghiệm của bản thân Thật là một câu chuyện tuyệt vời, nhưng khi anh bước qua hành lang tối tăm tới thang máy, tại đây, một cảnh tượng kỳ lạ thực sự đã xảy ra. Khi thang máy bước xuống, khi bạn lên đến tầng 7, cửa thang máy sẽ tự động mở ra, bên ngoài nhưng không ai, và dù có đóng bao nhiêu lần thì cửa thang máy vẫn vậy, sẽ mở lại. Dù vậy, anh Tấn vẫn không hề ngạc nhiên, hoàng sợ, anh ta thậm chí còn dám ngoài người ra và nhìn xung quanh, và chắc chắn anh ta đã tìm thấy thứ gì đó. Một cô bé với khuôn mặt tái nhợt nhìn thẳng vào mình, bản thân, A à Tấn rất sốc khi nhìn thấy cô, nhưng anh vẫn lịch sự để con gái mình đi. Con và mẹ chồng bước vào thang máy, sau khi đến tầng 1, cô gái đi theo A, săn bên nhảy ra khỏi thang máy nhưng bị mẹ chồng ngăn lại. Tôi không đưa bạn về nhà, tầm quan trọng của tôi rơi vào nhiều cấp độ. Sau đó, hai người họ, dưới ánh mắt kinh ngạc của A Tấn, anh ta đi xuống tầng ngầm. Nhưng đây, tòa nhà không có tầng hầm, A Sun đã vô cùng sợ hãi khi tận mắt nhìn thấy hồn ma. Chạy đi thôi, tuy nhiên, khi anh chạy đến cửa tòa nhà, thứ anh nhìn thấy trước mặt là cảnh tượng đó khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, có vẻ như không phải vậy ở đây, thành phố giống như một thời gian và không gian khác. và tiếp theo, cốt truyện năng lượng cao thực sự sẽ chính thức bắt đầu. vô số thi thể rơi xuống đất như những hạt mưa. nhìn xuống đất, Asun đã run lên vì sợ hãi, nhưng hãy để anh ấy nhiều hơn nữa. điều gây sốc là tất cả các xác chết đều đứng dậy. khi một trong những nữ ma mặc đồ đỏ không mặt đưa tay ra và chỉ vào anh ta, cả nhóm xác chết lập tức biến thành một linh hồn đã chết và đuổi theo anh ta. A à, Hoàng sợ không biết phải đi con đường nào sun chỉ có thể chạy hết sức có thể dọc theo con phố nhưng cuối cùng khi anh ấy đạt được điều này khi những hồn ma cô độc này bị bỏ lại phía sau khung cảnh trước mắt lại thay đổi anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thì ra là ở cuối đường đó là một vách đá nhìn con ma sắp đuổi theo phía sau à huân vội vàng quay người chạy sang một bên hành lang bỏ hoang anh ấy vừa phát hiện ra có những tòa nhà dây đặc xếp hàng giữa hai tòa nhà bỏ hoang leo cầu thang bên dưới là vực thẳm vô tận một số a à sun người sợ độ cao Sợ đến mức lùi bước ngay khi bước lên bậc thang, lúc này hắn đang muốn quay lại con đường cũ và trốn ở một nơi khác, con ma không cho anh ta một cơ hội nào, nhìn thấy họ lại đuổi theo anh ta, đến, anh Tấn chỉ có thể sợ hãi bước lên bậc thang hướng về phía đối diện, đi thôi, nhưng chúng ta không biết rằng ở đây cũng có rất nhiều ma đang đợi, anh ta, nhưng không giống như bên kia, hầu như tất cả các hồn ma ở đây đều bị nhốt, bọn họ không thể ra khỏi phòng, cho dù có nhìn thấy bóng dáng anh Huân cũng không thể ra khỏi phòng, chỉ đập cửa sổ để chút giận, chờ anh Huân khỏe lại sau khi y ra khỏi ngõ anh nhìn thấy trước mặt mình cảnh tượng lại xảy ra những thay đổi xảy ra trên đầu anh nhìn thấy một con tàu cướp biển đang ra khơi đung đưa nhàn nhã một vòng đu quay nhỏ cũng đang đung đưa bên dưới quay anh huân không hiểu tại sao trong khu dân cư lại có sân chơi cơ sở anh tin chắc rằng hoàn toàn không có thành phố nào như vậy trong thế giới thực ngay lúc anh tấn đang bối rối bóng lưng của một ông già trước mặt đã thu hút sự chú ý của anh tôi không ngờ ở đây lại có những người bình thường như anh ấy loại nhưng khi anh tấn bước đến gần ông già ông ta đã thẳng thừng nói rằng mình không làm vậy, thuộc về đây và không nên ở đây. Sau đó anh Tân bối rối, trong tầm mắt, ông lão lấy từ trong túi ra mấy cuốn sách nhỏ nát, bản nháp, nơi này là vì bạn, bạn không phải là người duy nhất tạo ra và xuất hiện. Nếu bạn có một phần thì mọi người khác cũng có một phần. Cố, có nói với Asun rằng không gian này được gọi là miền ma và nó là một nơi bị bỏ hoang. Trong một thế giới nơi những thứ bị con người tạo ra và lãng quyền sẽ xuất hiện. Hiện tại ở đây tất nhiên bao gồm cả những thứ bị anh hồn ném vào thùng rác, bản thảo sách, nhưng trước khi anh tấn kịp tìm cách rời khỏi đây những người xung quanh anh đã mọi thứ đột nhiên bắt đầu dần dần tiêu tan ông già nhắc nhở anh rằng anh phải hãy rời khỏi khu vực này càng sớm càng tốt nếu không bạn sẽ ở đây mãi mãi phần tuy nhiên ngay khi anh tấn chuẩn bị bỏ chạy giây tiếp theo anh ta xuất hiện xung quanh một khu rừng sự im lặng chết chóc và anh ấy trước mặt có hơn chục xác treo lủng lẳng trên những cây lớn xác chết anh tấn nín thở định lặng lẽ rời đi dưng mờ anh ta không hề biết những xác chết đó đang dần dần đến từ anh ta đi xuống phía sau bạn khi a tấn phát hiện ra điều bất thường anh ấy đã đã quá muộn các xác chết lần lượt vây quanh anh nhưng điều kỳ lạ là họ không hề làm tổn thương anh hoan mà chỉ mở miệng mà thôi miệng gầm lên gay gắt với anh vào lúc này một đột nhiên có một âm thanh máy móc kỳ lạ gần đó khiến nhóm xác chết sợ hãi họ phải chạy trốn tứ phía a Sun nghĩ rằng sẽ còn đáng sợ hơn khi anh ta đến tồn tại nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng thực ra đối phương chỉ có đó là một tay đua cô bé mặc áo đỏ cưỡi ngựa gỗ nhiệt tình mời anh Tấn. Chúng tôi cùng nhau cưỡi ngựa gỗ và vui vẻ đưa cô ấy rời khỏi chỗ của người bị treo cổ, bao quanh. Ngay sau đó, hai người đã đi vào một cái hốc cây khuất tầm mắt. Sau khi đi qua một lối đi tối tăm, chúng tôi đến nhà cô gái, trại. Đây là một không gian tuyệt vời được tạo nên từ vô số đồ trời cũ. Trong thời gian này, cô bé khẳng định mình cũng giống ông lão ngày xưa. Người bị lãng quên ở thế giới thực nên định mạnh phải ở lại cuộc đời này. Đây, nhưng anh Tấn lại khác với anh ta nếu anh ta có thể tìm được huyền thoại ở trạm trung gian a tấn vẫn có cơ hội quay trở lại thế giới thực ngay lập tức cô gái dẫn anh đi tìm người biết tùng tích cơ quan anh bạn tôi không mong đợi điều đó người bên kia hóa ra là ông già tôi đã học được rằng hai sau khi biết mục đích chuyến thăm của mình ông lão lấy từ trên kệ ra một cuốn sách cổ mang bản đồ đến trạm trung gian anh ấy nhắc nhở a sun rằng anh ấy muốn để tìm được trạm trung gian trước tiên bạn phải vượt qua một số trạm kiểm soát sau đó bạn sẽ bí quyết vượt qua hải quan được trao cho hai người ngẫu nhiên chỉ ra con đường phía trước. Trăng tròn khả thi, đất trời đẹp tuyệt vời, cỏ xanh không có dễ, nói xong vợ tôi quay lại, đưa cho anh ấy một số tiền và nhắc nhở anh ấy rằng anh ấy chắc chắn sẽ cần nó. Vào lúc này, Asun vẫn chưa biết, nhưng trở ngại đầu tiên anh sắp phải đối mặt là, cầu nại hà, muốn trở về trần thế, phụ nữ phải bước lên, cây cầu đá đầy tâm hồn cô đơn và bóng ma hoàng dã, bạn vẫn phải nín thở mãi mãi, mút đi, đảm bảo không bị ma phát hiện nếu không nhất định phải sinh ra hắn, không thể nuốt nó. Anh Tấn và cô bé cẩn thận tránh được một lượng lớn ma, linh hồn, nhưng họ không ngờ rằng giữa cầu đã nứt rồi. Họ chỉ có thể dẫm lên một, bạn chỉ có thể đi qua những tảng đá nổi bên cạnh nó. Không ngờ, anh Tấn trượt cảm thấy lòng bàn chân mình. Dù không rơi khỏi cầu đá nhưng anh vô tình hoảng sợ phun ra, sự nổi tiếng khiến anh sợ hãi đến mức nhanh chóng bịt miệng và mũi, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn. Đêm, ma quỷ khắp nơi đều nhận ra anh là người chứ không phải ma, họ quay lại và bao vây hai người anh huân biết rất rõ bây giờ không phải là lúc thể hiện mình là anh hùng cho nên hắn anh ta nhảy xuống giếng khô bên cạnh không ngờ bức tường đáy giếng đã bị vỡ hoàn toàn nó có màu đỏ và có vô số hạt nhỏ màu đỏ lơ lửng trong không khí anh ta tò mò tôi cầm một trong số chúng trên tay và nhìn nó hóa ra đó là một phôi thai người chưa hình thành khi anh ấy tiếp tục càng về sau ngày càng có nhiều phôi như vậy thậm chí một số còn có phát triển đến kích thước của một em bé và có thể giữ bình tĩnh trước ma anh huân lúc này sợ hãi không dám tiến thêm một bước cảm ơn cô bé đã kịp thời xuất hiện ở cửa hàng với sự động viên của cô, A à Tấn. Chỉ khi đó tôi mới có đủ can đảm để rời khỏi nơi xa lạ này. Sau đó, hai người, sau khi đi về phía trước một lúc lâu, chúng tôi lại đến, nơi đầy hoa dại. Anh Tấn nhớ lại công thức ông già đã nói nên mang theo cô bé, hái được rất nhiều hoa dại. Khi họ đang nằm dưới đất nghỉ ngơi, ông Exxon, tôi có cảm giác như mình đã từng nhìn thấy cô bé trước đây, nhưng tôi biết được rằng cô bé vẫn chưa có tên. Sau từ đó, cô ấy được đặt tên là Sâu Du. Sâu Du rất thích cái tên này. Anh và anh tấn vui vẻ tiếp tục lên đường. Khi trời tối, hai người ta lại đến một ngôi mộ tập thể. Nhưng ở đây không có người nào được chôn cất, nằm trong quan tài, tựa vào bia mộ, trông anh vô cùng thấm thía. Mọi người, khi hai người anh tấn xuất hiện, tất cả ma quỷ đều biến thành huân. Những người handicri, cuối cùng họ đã hiểu rằng những bông hoa dại này là phí cầu đường, miễn là chúng hãy để việc đó cho những con ma này và chúng sẽ không phải xấu hổ. bản thân có thể là do ở đây có quá nhiều ma quỷ. A huân và sâu du đang cầm hoa dại trên tay không đủ điểm chút nào. Con ma không nhận được bông hoa tức giận tại chỗ, quay về phía hai người. Mọi người tụ tập xung quanh, vào thời khắc mấu chốt này, anh Huân rốt cục nhớ tới. Có lần ông già cho anh ta một đống tiền ma nên anh ta vội lấy tiền ra. Hãy đến và giải nó lên bầu trời, lợi dụng sơ hở giữa các hồn ma đang tranh giành nhau. Anh Tấn vội vàng, đưa sau Judy, đi, nơi đúng sai này đã đến một nơi đầy giấy. Nơi có mây đỏ, theo công thức thì phải là mặt trăng. Nơi quê chi đi chỉ, chỉ cần đi xa hơn và tìm rút là xì bạn có thể đến trạm trung gian qua bãi cỏ nhưng vì vị trí gần trạm trung gian hơn khí của phăng iang ngày càng mạnh mẽ và sâu du một con ma đã bắt đầu có được sức mạnh tôi không biết nhưng vì giúp đỡ anh huân anh ấy vẫn không chịu rời đi mở trong lúc tuyệt vọng anh huân không còn cách nào khác đành phải tiếp tục dẫn hắn tiến về phía trước hoa quả tuy nhiên hoàng tiên đã được đền đáp xứng đáng và cuối cùng họ đã đến được trên hưu ưu gân nơi đầy cỏ rõ ràng đây là trạm trung gian được đồn đại nhưng vào lúc này một người khổng lồ to lớn không thể giải thích được xuất hiện trên vách đá phía sau họ để phê phán ma quỷ dưới sự dẫn đầu của ma nữ không mặt họ ra quân đi về phía anh tấn tạo nên quỷ hồn vừa dứt lời liền bay về phía anh huân chỉ khi anh tấn đang chuẩn bị nhận lấy số phận của mình thì bất ngờ phát hiện ra những hồn ma này đột nhiên xuất hiện thời gian như đông cứng giữa không trung theo sau du điều này là do phần kết của cuốn tiểu thuyết tình cơ dừng lại ở đây thấy anh tấn sắp rời khỏi cõi ma sau du cuối cùng đã tiết lộ bí mật sâu sắc nhất của mình Tiếng gọi mẹ của Sâu Du khiến Asun bị sốc. Hóa ra nhiều năm trước, cô có thai khi bị bạn trai bỏ rơi nhưng lại không muốn sinh con. Đứa con của một kẻ cặn bã sẽ tàn nhẫn phá bỏ đứa con gái chưa chào đời của mình. Có thể, cô chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con gái mình bỏ rơi lại thực sự là người trước mặt mình. Tiểu như ở phía trước, và lý do tại sao Sâu Du lại kìm nén không nói gì. Sự thật là tôi muốn biết người mẹ từng bỏ rơi tôi thích gì, không thích cô ấy. Sau vài ngày quên nhau, cô tin rằng mẹ chính là tình yêu, là của riêng tôi nhưng tiếc là thời gian hai người ở bên nhau quá ngắn, không quá nhiều. Một lúc sau, chạm trung gian phát ra một luồng ánh sáng trắng trói mắt, anh Tấn biết rằng mình, khi chuẩn bị rời đi, ban đầu anh ấy muốn đưa sau du đi cùng, nhưng con gái anh ấy đã đi rồi. Anh ta là một linh hồn lang thang trong thế giới ma quái và hoàn toàn không thể quay trở lại thế giới thực, đồng hành cùng. Khi một cơn gió mạnh thổi qua, cô bé biến mất và à Tấn cũng vậy, cô chỉ có thể tiếc nuối rời bỏ thế giới bị mình bỏ rơi này. Tuy đây là một bộ phim kinh dị nhưng nội dung của câu chuyện lại đặc biệt, cảm động nhưng cũng đáng suy ngẫm về những gì chúng ta có bây giờ, mọi thứ dù có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không đều được định sẵn là duy nhất, không có gì là không thể thay thế được, nhưng bạn không thể đợi cho đến khi đánh mất nó, đã quá muộn để hối hận, đây mới là tác phẩm duy nhất được gọi là kiệt tác, phim kinh dị cũng là cái bóng còn đọng lại đối với nhiều người hâm mộ điện ảnh. Mẹ, tình yêu là vô hạn, phải chăng ma quỷ cũng có công lý cho riêng mình? Đối sợ, phim kinh dị Sa Lan Hin sắp ra mắt nhanh tay lên nhé. S, lớn của bạn. Bạn bè nhầm xem cùng nhau, năm nay ai like và theo dõi chắc chắn sẽ trúng giải, bạn chắc chắn sẽ giàu có và giàu có bất ngờ. Câu chuyện bắt đầu với cô gái xa xơ đứng trên vách đá, một bên, đôi mắt anh ngơ ngác nhìn vực thẳm dưới chân. Có một cô gái đang mỉm cười với cô, gần đây, xa xơ, tôi luôn có một cơn ác mộng tái diễn, trong đó một người xuất hiện. Ở một nơi tên là Salon hin, cô đã bị những cơn ác mộng hành hạ, ảo giác xảy ra và ngay khi xa xơ chuẩn bị nhảy khỏi vách đá, cô ấy cha mẹ nuôi hoàng sợ chạy đến giải cứu cô, xa không ngừng kể về cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Bối cảnh, để khám phá bí ẩn của San Lân Hin, mẹ nuôi dầu si quyết định, giấu chuyện đó với chồng, chồng gác đến Sa Lân Hin để tìm ra sự thật, có sẵn, thôi nào, một điều thậm chí còn kỳ lạ hơn đã xảy ra, Gia Si đột nhiên phát hiện ra rằng Caesar, tất cả những bức tranh mà xa vẽ trước đây đều biến thành chuyện tranh kinh dị, mì sợi. Trong buổi chất vấn của mẹ nuôi, Sát Sơ trở nên vô cùng xúc động, cái này tình cờ bị nữ cảnh sát bên đường nhìn thấy nên nhanh chóng xuống xe bên cạnh con trai cô hỏi về tình hình của sasa từ chối nói chuyện với người lạ từ chối nói chuyện với cô vì lý do nói chuyện nữ cảnh sát phải im lặng ghi chép biển số xe có ý định lén theo dõi hai mẹ con nhưng ngay tại đó trên đường đến sa lân hin dàn âm thanh trong xe của jassi đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên khiến xa sơ bị tai lại và hét lên đúng lúc này ven đường đột nhiên xuất hiện gặp một cô bé kỳ lạ jassi sợ hãi vô tình tông vào hàng rào trên đường anh ngất xỉu tại chỗ và không thể liên lạc được với vợ con trong một thời gian dài. Gác vô cùng lo lắng, anh nhìn thấy trên máy tính vợ anh đã tìm kiếm. Khi tôi đi qua tuyến đường Salon Hill, tôi đột nhiên cảm thấy một điểm xấu. Cảm thấy, Salon Hill là thị trấn ma nổi tiếng nhất nước Mỹ trong nhiều năm. Một trận hỏa hoạn trước đó đã giết chết toàn bộ cư dân trong thị trấn, và cho đến ngày nay, vẫn còn những ngọn lửa dưới lòng đất đang cháy, có thể coi là địa ngục trần gian. Ở phía bên kia, Jassy tỉnh dậy và phát hiện sơ đã mất tích. Tôi vội vàng xuống xe đi tìm thì thứ tôi nhìn thấy là một vùng trắng xóa rộng lớn. Trên thế giới, số không đang rơi trên bầu trời vào thời điểm này. Những bông tuyết giải rác. Khi Jasi đưa tay chạm vào, anh phát hiện ra những bông tuyết này thực chất đang bốc cháy, cho sinh ra sau khi đốt vật phẩm. Biên báo bên đường nói, hin cô tìm kiếm cô gái không mục đích của Jasi, dấu vết của con trai ông. Lúc này, anh chợt nhìn thấy một bóng người trông giống hệt con gái về rồi theo con số này. Anh ta đã đến một đó là một cầu thang rất hẹp nhưng đột nhiên có tiếng chuồng báo động vang lên bầu trời đột nhiên tối sầm daxi si phải lấy bật lửa ra tìm con gái trong ánh đèn mờ ảo nhưng càng đi sâu bạn càng ít có khả năng được rồi ở đây không chỉ có xác bị trói mà còn có vô số người da đen còn quái vật lao về phía anh daxi si sợ hãi và phát điên hét lên không anh vô tình ngất đi và khi tỉnh lại sau đó tôi lại thấy mình quay trở lại thế giới trắng xóa đó anh ta tôi vô cùng muốn thoát khỏi nơi này nhưng tôi nhận ra rằng con đường tôi đến thật bất ngờ nó đã trở thành một vách đá đúng lúc này một người đàn ông xuất hiện phía sau Gia Si, một người phụ nữ rách dưới giống như dâu si cũng đang tìm kiếm con gái mình Gia Si lấy ảnh của xa xơ ra và hỏi cô ấy về tung tích của con gái cô ấy nhưng người phụ nữ nói xa xơ là con gái của cô ấy khiến Gia Si sợ hãi bội vàng nói đầy người phụ nữ điên này ra sau khi tìm được xe của mình cô ta lập tức cô để lại lời nhắn cho chồng nói rằng cô đang bị mắc kẹt trong im lặng rồi lạc tứ lại lấy ra lời của Sasera trong đó có nhắc đến trường học. Phăng, cô đoán có lẽ trong trường sẽ có một cô con gái, manh mối đang được chuẩn bị. Khi anh khởi động xe thì bị nữ cảnh sát đến chặn lại. Nữ giới, cảnh sát tin rằng Si đã sát hại Sa Sơ và ngay lập tức muốn đưa cô đến cảnh sát. Tuy nhiên, con đường chúng ta đi qua đã biến thành một vách đá. Nếu muốn quay về xuân sẻ, chúng ta chỉ cần làm vậy, có thể tìm thấy một con đường mới. Ngay lúc đó, một con quái vật xuất hiện ở phía xa. Khi nữ cảnh sát và con quái vật đang đánh nhau thì Si đã lẻn đi. Gắt nhận được tin nhắn của vợ cũng đang lái xe đến đó vào lúc này. San Lân Hin, anh phát hiện ra lối vào San Lân Hin đã bị cảnh sát kiểm soát. Phong tòa, sau nhiều lần yêu cầu của Gác, cảnh sát trưởng đã đồng ý đưa anh ta đi. Hãy đến San Lân Hin để tìm vợ và con gái của bạn. Nhưng khi họ tới thị trấn nhỏ, lúc đó khung cảnh ở đây đúng như lời nhắn của vợ tôi mô tả. Khác biệt, bằng cách này, cảnh sát trưởng nói với Gác rằng 30 năm trước, một, có một đám cháy xảy ra và anh là người duy nhất sống sót trong đám cháy. Chỗ của Gác tôi không thể tìm thấy vợ mình vì họ ở những thời điểm hoàn toàn khác nhau. Vô giá trị, ở phía bên kia, Jassy đã thành công đến trường theo lời nhắc trên bức tranh. Trường học, anh một lần nữa nhìn thấy bối cảnh quen thuộc và đi theo. Tôi đã đi theo hình bóng đó đến tận phòng vệ sinh của trường, nhưng hình bóng đó, nhưng nó lại biến mất, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở từ xa. Jassy cẩn thận tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng tắm. Khi mở cánh cửa cuối cùng, anh bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Thứ anh nhìn thấy là một xác chết vặn vẹo trên tường, mũi tên chỉ thẳng vào miệng xác chết, anh ấy đã lấy hết can đảm, anh ta tiến lại gần và lấy ra một vật thể màu xanh không xác định từ miệng, đáng gơ lưu âu, đúng lúc si chuẩn bị trốn thoát thì tiếng chuông báo động kỳ lạ lại vang lên, khi màn đêm buông xuống, bức tường phòng tắm bắt đầu bong chóc từ từ, đang rơi xuống, tiếng xích gãy liên tục vang lên từ xa, tập trung vào một, hãy nhìn xem, xác cướp đã sống lại một cách kỳ diệu, ngay đó, khi ra si đang tuyệt vọng, nữ cảnh sát đã xuất hiện kịp thời và kéo anh đến một nơi khác, vào trong phòng dùng thanh sắt chặn cửa lại, sau đó cả hai nghe thấy có âm thanh ma sát kim loại phát ra từ bên ngoài, và trước khi tôi kịp, nghĩ kỹ, một con dao dài 2 mét đột nhiên được đưa ra ngoài cửa. Tiếp theo là một bàn tay cực kỳ dài, cánh tay duỗi ra và tiếp tục đến, dùng chuyển thanh sắt trên cửa, đúng lúc thanh sắt sắp bị đứt rời. Đúng lúc này, cánh tay rút lui một cách kỳ diệu, căn phòng cũng, nó dần dần trở nên sáng hơn và mọi thứ trở lại hình dáng ban đầu. Hai người nhìn, tình huống này có chút khó tin, Gia Si lấy miệng xác ướp ra, vật thể màu xanh thu được có tên của một khách sạn được viết trên đó ông đoán có lẽ con gái ông đang ở khách sạn này sau đó cả hai quyết định đến khách sạn để tìm kiếm manh mối hình như có lần ở khách sạn lễ hiến tế nào được tổ chức vào thời điểm này xuất hiện hét lên rằng thảm họa đang đến ra si đi theo người phụ nữ cảnh sát lần theo bước chân của người phụ nữ và đến trước cửa một nhà thờ chín tiếng còi quen thuộc lại vang lên vâng nhà thờ này là một báo động nơi phát ra âm thanh giá si nhìn vào nhà thờ và chợt nghĩ thật là một điều khủng khiếp sau đó một con quái vật có đầu hình tam giác thứ đó từ từ mang theo người phụ nữ. Sau khi bước vào nhà thờ, một, một người phụ nữ mặc bộ đồ màu xanh xuất hiện. Lãnh đạo, Bê Lơ nói với Giang Si rằng nếu cô ấy muốn cứu con gái mình, bạn phải tiến vào vùng quỷ và dũng cảm đối mặt với quỷ, cho con gái. Sau một lúc do dự, Giang Si đã đồng ý. Sau đó, La đưa Già Si đến cửa bệnh viện và nói với cô rằng ma quỷ, nó được giấu ở tầng hầm số 151. Giang Si đã cố gắng hết sức để ghi nhớ nó. Nhìn vào những cái này, một căn phòng như mê cung, ngay lúc anh chuẩn bị bước vào. Khi bước vào thang máy, Baylor nhìn thấy ảnh của Sasha, may mắn thay, nữ cảnh sát đã kịp thời hỗ trợ và Josie đã vào thang máy thành công, đặt nó xuống một chút, nhưng khi chúng tôi đi đến lối đi cuối cùng, một nhóm người xuất hiện trước mặt chúng tôi, những con quái vật y tá dường như chợt tỉnh dậy, bước đi như quỷ dữ, anh ấy bước chậm về phía Josie với tốc độ tương tự, may mắn thay, phơ. anh ta nhận thấy nguồn sáng của đèn pin có thể thu hút chúng nên đã đặt đèn pin, đặt nó xuống đất và tiếp tục tìm kiếm bí mật, số 151, trong phòng một luồng ánh sáng trắng lóe lên, một cô bé xuất hiện trước mặt cô. đứa trẻ ngay khi si đang bối rối, cô bé đã nói với cô điều gì đó. một bí mật đã được giấu kín từ lâu. 30 năm trước, Alessa còn đi học, cô bị các bạn cùng lớp trêu chọc vì là phù thủy vì không có cha từ khi còn nhỏ. to lớn, mọi người đều nói anh là con của quỷ. vào ngày này, Alessa muốn trốn, anh trốn vào nhà vệ sinh để tránh bị bạn cùng lớp mắng nhưng không may lại bị kẻ khác giết chết. các chất tẩy rửa bị ông ế. sau khi Bella biết được chuyện này. Cô ấy nghĩ rằng ở La Sa là một thân thể ông ấy và đã tập hợp được một lượng lớn tín đồ để chuẩn bị cho cô thực hiện nghi lễ rửa tội. Họ chói Alessa vào cây thánh giá. Anh ta định thiêu sống anh ta nhưng đúng lúc này sợi dây xích đột nhiên bị đứt. Nó nứt, lật lò sát và đốt cháy mỏ than dưới lòng đất. Kể từ đó, lòng đất của San hin trở thành luyện ngục, thiêu đốt cả một thời gian. 30 năm sau, Alessa cũng trở thành ác quỷ của San hin Dấu vết ân cần duy nhất còn sót lại trong trái tim tôi đã hóa thành một cô gái đến. Cô nhi viện không ai khác chính là Sasha Alessa, cô bé được vợ chồng Jassy nhận nuôi. Lý do Josie được triệu tập tới đây là để sử dụng cơ thể của cô ấy. Để trả thù, chỉ bằng cách này bà mới có thể cứu được con gái mình. Theo, sau đó, Alessa và Josie hòa làm một. Bê lơ độc ác thiêu nữ cảnh sát thành cho bụi. Người tiếp theo là, con gái của Josie là sơ. Sau khi Jassy bước vào nhà thờ, anh ấy nói, sự thật của mọi người là sự thật nhưng ai cũng bị tẩy não, không còn cách nào. Không kịp nghe lời cô, bê lơ đã dùng dao găm trực tiếp đầm cô vào vai dâu si máu nhỏ giọt xuống sàn và ở cuối cùng đã sử dụng phương pháp này để đến nhà thờ mối thù chính thức bắt đầu với sự chúc phúc của sự oán hận mạnh mẽ bê Lưu đã được trần bông sự tra tấn của vô số sợi dây khiến cuộc sống còn tệ hơn cả cái chết da si nhân cơ hội này lao tới anh nhanh chóng cứu được con gái mình sau khi cuộc trả thù kết thúc bầu trời dần thay đổi khi trời sáng da si bế con gái chậm rãi bước ra khỏi nhà thờ Xe khởi động và con đường về thành phố trở lại bình thường, nhưng khi Jaxi -si và sơ trở về nhà, xung quanh vẫn xám xịt. Lúc này, người chồng dường như cảm nhận được sự quan tâm của vợ, tồn tại, nhưng khi anh mở cửa, anh không thấy Josie và sơ Hóa ra họ đã ở lại thế giới đó mãi mãi, nhưng chỉ, lúc này, trên mặt Sơ đột nhiên lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc. Điều cảm kỳ lạ, như thể cơn ác mộng thực sự vừa mới bắt đầu, vừa mới bắt đầu, tình yêu là vô hạn, vì con cái anh có thể bỏ qua. Tỷ lệ cực được xếp chồng lên nhau chống lại ma quỷ và khi ma quỷ đánh bại cái ác, đó là phải chăng anh ấy cũng có công lý của riêng mình? Đây là bộ phim mà người đại lục không dám làm phim kinh dị với ma có thật, truyền thể từ Sensation. Sự cố đắc kinh sân tạm thời ở Đài Loan gây xôn xao ngay khi phim ra mắt. Cô bé áo đỏ giành quán quân phòng vé của năm, hai cô ấy ở đây. Câu chuyện bắt đầu, nhân viên cộng đồng Su Phân, sau khi nhận được tin báo, họ được biết một người phụ nữ điên tên Lin Mỹ Hù đã, cô con gái bị ra mờ nhà một năm. Khi Su Phân mang đến, khi mọi người đến trước cửa nhà Lin Mi Hung, họ nhìn thấy cánh cửa đầy những lá bùa, nguyên rùa, ngay cả chính Lin Mi Hung, sơn khắp cơ thể, đầy run. Trước sự truy vấn của Su Phân, Lin Mi Hung cho rằng con gái cô, yếu kinh đến nhà họ hàng vào sáng sớm, rõ ràng là một trò đùa, nói dối, chẳng bao lâu, Su Phân phát hiện ra trong phòng khách còn có một cánh cửa nhỏ khác, một bóng người vụt qua cửa, cô phớt lờ sự cản trở của Lin Mi Hung, dừng lại. Vội vàng mở cánh cửa nhỏ ra, cách bố trí bên trong cũng gần giống như vậy bên ngoài cũng vậy với những chữ rôn kỳ lạ ở khắp mọi nơi nhưng bóng dáng vừa rồi đã biến mất su phân nhận thấy trong phòng có ba nhân vật được phủ vải trắng khi cô đang định nhấc tấm vải trắng lên Minh hu đột nhiên sang đứng dậy nhưng su phân vẫn chiến đấu sẽ tấm vải trắng được vén lên theo sau là một người đàn ông với những vết phù văn kỳ lạ khắp người đứa trẻ xuất hiện trước mặt mọi người cô ấy chính là limi Hu, con gái yêu kinh cảnh tượng trước mắt cô đã thuyết phục su phân rằng Linh Ma hứa nhất định là một người mẹ rối loạn tâm thần và phải đi bệnh viện để điều trị ngay lập tức cô đưa yêu kinh đến câu lạc bộ cô sống ở một quận nhưng điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là cô đã tự tắm rửa sạch sẽ cơ linh Yung King đang cầm cọ vẽ màu đỏ và tiếp tục vẽ vẽ những biểu tượng trên cánh tay và nói những lời kỳ lạ tôi chúng ta cần phải về nhà nhanh chóng bên ngoài rất nguy hiểm yêu nói với Su phân một điều kỳ lạ đã xảy ra ở núi đê kênh gần đó một năm trước một số người đã lấy trộm gỗ một người thợ khai thác gỗ tình cờ phát hiện ra một cái cây bị chôn vùi dưới lòng đất mảnh vải màu vàng có chỉ vàng, lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng khi gặp được kho báu, họ, anh vội vàng lôi tấm vải màu vàng ra mở ra xem, anh, tuy nhiên, đó là thi thể của một cô bé mặc áo đỏ, nhiều người đã thiệt mạng tại chỗ, họ sợ hãi bỏ chạy, một người trong số họ lao thẳng vào ông Tô, hãy sẵn sàng để lái xe đi, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện khác, các đồng nghiệp đã biến mất, khu rừng dường như, anh ấy bị bỏ lại một mình, càng nghĩ về điều đó, các công nhân càng trở nên sợ hãi. Anh cảm thấy như có ai đó đang bóp cổ anh và không cho anh lái xe đánh vào một cái cây, cuối cùng anh cũng thoát ra và nhìn lại. Tôi thấy rằng không có ai ở ghế sau, ngay sau đó, cửa xe tự động mở ra, tiếng cười của cô bé vang vọng khắp nơi. Âm thanh đó gần như khiến các công nhân sợ hãi, không có. Một lúc sau, cô bé dường như đã vui vẻ đủ rồi, lập tức biến thành một sinh vật tà ác đáng sợ. Linh hồn đã mang cô đi, từ đó trở đi, vài anh chàng này. Người thợ mộc biến mất một cách bí ẩn và thỉnh thoảng kể từ bây giờ. Thỉnh thoảng sẽ có người biến mất ở đây, dù phần nghĩ đó là tất cả. Tin đồn vô căn cứ, chỉ có Liên Minh Hum là không khỏe mạnh về mặt tinh thần, chỉ có người bình thường mới tin, nhưng điều cô không ngờ tới chính là sự quay cuồng. Phi Tiêu nhanh chóng đâm vào cơ thể anh ta, tối hôm đó, Su Phần đến đón con gái Y Tinh từ trường như thường lệ nhưng cô phải đợi đến tận đêm khuya, ngay cả khi không nhìn thấy Y Tinh, Su Phần lo lắng trực tiếp. Tôi vội vàng chạy vào trường tìm người, mới phát hiện phòng học đã trống rỗng, xung quanh không có ai nên cô không còn cách nào khác là gọi cảnh sát. Gốc, theo video giám sát, Y Tinh ban đầu đang sau giờ học một, tôi một mình rời khỏi trường nhưng khi đi qua cổng trường, tôi bất ngờ nhìn thấy một thứ gì đó ngay bên cạnh. Không hiểu sao lại có thêm một người mặc áo đỏ, cô bé gặp cô gái. Khi Á Đình đi về phía núi Đê Kinh, chàng trai tóc vàng bên cạnh nhìn thẳng vào cô. Hu Yê Tinh bị quái vật bắt giữ, tên cậu bé là Aka. Anh ấy không chỉ là bạn trai hiện tại của Yê Tinh mà còn là cậu bé gà trống trong chùa. Anh ta có khả năng thần kỳ để được các vị thần chiếm hữu, nhưng cảnh sát không bị thuyết phục. Tôi tin vào lý thuyết của Ơ-ca về ma và thần và chỉ cử hành các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ như thường lệ. Cả đội lên núi tìm người nhưng đội trưởng đã nhắc nhở Su Phân không được tấn công họ. Đừng có hy vọng cao vì đã có nhiều năm qua. Anh ta biến mất trong núi và không còn được tin tức gì kể từ đó. Chỉ, hãy là một đội tìm kiếm và cứu hộ. Mặc dù không tìm thấy gì nhưng đột nhiên một tiếng cổng vang lên từ trong núi. Tiếng trống hóa ra là tiếng ức a à cầu xin Chúa chiếm hữu mình, mang anh theo. Các đồng nghiệp của tôi trong chùa đã làm việc cùng nhau để giúp tìm ra ai đó. Xu Phân ban đầu không phải, tôi tin những điều này, nhưng sự thật thật bất ngờ. Ở ca khỏa thân bất ngờ tìm thấy chiếc dây mà y tinh đánh rơi. Ngay lúc mọi người đang tụ tập xung quanh để xem cuộc vui, Xu Phân vô tình. Tôi chợt tìm thấy một bóng người trong tòa nhà đổ nát gần đó. Trong nháy mắt, chẳng lẽ người đó chính là con gái yến đỉnh của bà. Để tìm con gái bị tả ma bắt cóc, Xu Phân một mình đột nhập vào một ngôi nhà. Tòa nhà bệnh viện bỏ hoang, một lúc sau, cô đã ở sâu trong hành lang tìm thấy chiếc điện thoại di động bị rơi của con gái bà, tôi ngày càng tin rằng con gái tôi phải. Nó ở trong tòa nhà này, nhưng vào lúc này, cô đột nhiên cảm giác được có người ở phía sau mình. Mọi người đi ngang qua, khi cô quay lại thì họ đã biến mất. Không thấy, thuộc phần nghi ngờ đó là con gái mình nên vội vàng. Tôi vội vàng đi theo anh ấy và cuối cùng tìm thấy anh ấy trong một phòng sinh đổ nát. Bà bầu kỳ lạ liên tục nhét bọ vào miệng. Sau khi ánh đèn pin của thuộc phần chiếu vào mắt người phụ nữ mang thai, cô ấy lập tức trở nên rõ ràng hãy thức dậy và nhổ hết bụi bẩn trong miệng ra, bởi vì không tìm được tung tích con gái, thuộc phần đành phải đưa sản phụ về bệnh viện. Sau khi điều tra, người ta biết được tên của người phụ nữ mang thai là Thẩm Nhất Quân, một người dẫn chương trình phát thanh mất tích một năm đã mất tích. Trong thời gian này, các thành viên trong gia đình cô cũng qua đời, thẩm dịch bất lực, gần không những không có người thân mà con của cô cũng đã chào đời, chết trong bụng. Su phân thông cảm với trải nghiệm của Sen Yigun và quyết định tạm thời, anh đưa cô vào và hỏi cô về tung tích của Tinh. Không ngờ Seni Gun thực sự đã gặp y Tinh, nhưng cô ấy cũng nhắc Su phân rằng không dễ để tìm thấy con gái mình bị tà ác. Linh hồn có thể dùng ảo ảnh để mê hoặc lòng người. Cô ấy đã bị ảo ảnh mê hoặc trong năm nay. Kiểm soát, nghĩ rằng mình luôn sinh con cùng gia đình. Tôi đã được kiểm tra nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nhờ giúp đỡ. Biết điều này. Sau đó, Su phân phải tin rằng trên thế giới thực sự có ma và thần. Tồn tại là vậy đó cô. Tôi vội vàng liên lạc với Oscar bạn trai của con gái tôi và nhờ anh ấy giúp đỡ. Luyện tập để tìm con gái, ở ca sẵn sàng đồng ý và gặp mặt tướng chùa. Mời hộ thần từ núi đê kênh mở bàn thờ với sự giúp đỡ quả, thân trên của tôi. Nhưng ngay khi chủ chùa triệu hồi linh hồn tà ác của cô gái mặc áo đỏ, khi anh định hỏi anh về lý do quấy dậy y tình thì ác linh. Khi cô từ chối xuất hiện trong một thời gian dài, viên quan trong chùa tức giận giận giữ buộc tội cô là kẻ hèn nhát. Con quỷ nhỏ, mái tóc vàng biến mất rồi, ngươi truy lùng mạng sống của ta. Người dũng cảm đầu tiên là yêu cầu nó, thật là một thức uống lớn, Miêu Gong đã mong đợi điều đó ngay sau khi vị thần rời khỏi cơ thể ở ca. Miêu Công đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, duỗi thẳng cổ, cảm thấy bối rối, cơ thể anh co giật, thậm chí đôi mắt anh cũng đỏ như máu. Ok Minh, Bạch, Tà Linh đã nhập vào Miêu Công, liền bước tới hỏi Tà Ma, lý do Linh đưa Y Tinh đi và cuối cùng cũng biết được mọi việc cô đã làm, tất cả để tìm mẹ của mình, và khi ơ ca hỏi mẹ cô ấy, khi anh đang rơi xuống ác linh đã điều khiển cơ thể Miêu Gong từ từ xoay tròn anh ta quay lại chỉ vào su phân rồi bất tỉnh thư phần nghĩa dành cho người mẹ đã gặp sen y gun trong bệnh viện bỏ hoang và là một ác linh mẹ ơi lúc đó mẹ hoảng lắm nhưng khi chạy vội về nhà mẹ mới phát hiện ra rằng cánh cửa mở ra và sen y gun đã biến mất lúc này những người trên bàn là ai một mảnh giấy trắng có vẽ bùa chú trên đó thu hút sự chú ý của cô càng nhìn càng quen cuối cùng tôi cũng nhớ ra những mẫu này và lin mây những cái được đăng ở nhà đều giống hệt nhau điều này khiến cô băn khoăn sự mất tích của gan có thể liên quan đến người phụ nữ điên đó. Thực ra, khi cô tìm thấy Lin Mei Hu, đối phương ngay tại chỗ đã đoán được cô đến, quan tâm, có ai đó mất tích trong nhà của bạn, làm sao bạn biết, ý bạn là tôi đã nhìn thấy bạn ngày hôm đó phải không, hãy để cô bé. Điều Su Phân không ngờ tới là Lin Mei Hu thực sự biết rằng cô bé mặc áo đỏ. Điều, nhưng trước khi cô có thể hỏi thêm câu hỏi, có một âm thanh đột ngột vang lên trong phòng. Có tiếng gõ cửa nặng nề, khi tôi mở cửa, tôi thấy Sen đã mất tích. Egon lúc này đang đứng trước cửa nhà Lin Mihu tuy nhiên lạ lùng vâng rõ ràng đây là lần đầu tiên hai bên gặp nhau nhưng Lin Mihu đã thể hiện trông anh như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm đầu tiên cô xé tờ giấy bua ở cửa dẫn đầu hướng dẫn viên Sen bước vào phòng và yêu cầu su phân trốn sang một bên sau đó cô ấy ngay lập tức để lộ lá bùa trên cánh tay của mình một lúc sau cô bề áo đỏ chạy ra khỏi cơ thể thẩm dịch quân đi ra ngoài thấy anh không thể thoát ra được các linh lập tức chiếm lấy một chiếc ghế đứa trẻ đánh Lin Mei Hu thật mạnh, rồi tìm cơ hội đột phá, kính bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhìn thấy cảnh này, thủ phần cuối cùng cũng đồng ý. Tôi tin rằng Lin Mei Hu không phải là người điên, tất cả những gì cô ấy đã làm trước đây. Đó thực sự là để bảo vệ con gái tôi, khi thẩm dịch quân tỉnh lại. Sau khi biết được sự tình, cô không khỏi bật khóc. Hãy hiểu rằng, linh hồn tà ác của cô bé áo đỏ đã giết chết con gái mình. Tại sao cậu vẫn làm phiền cô ấy? Thư phần ở một bên hỏi thẩm dịch. Gân giải thích rằng cô là mẹ ruột của cô bé mặc áo đỏ. Chạy, và, sau khi nghe điều này, Mi Hu không khỏi phải đối mặt với hai người đầu tiên đã mất con. Người phụ nữ lộ ra dấu vết tội lỗi, anh đang tìm kiếm. Mọi người, là tôi, tôi là mẹ. Mẹ, hóa ra trước đây thư phần đã đoán sai, nhưng cô thực sự không biết. Bài, Lin Mi Hu có vẻ là một người mẹ rất yêu thương con mình. Tại sao con gái lại trở thành ác linh? Chính xác thì đây là gì? Một số bí mật chưa biết là gì? Huyền thoại Đài Loan. Có một phép thuật có thể khiến con người sống lại khi trôn cất chỉ cần mặc áo đỏ cho người quá cố rồi quy lại trời đất, tư thế trồn xuống đất, tưới máu gà hàng ngày, sau đó kết hợp với theo câu thần chú, người đã khuất sẽ sống lại sau 7 ngày. Chỉ chục năm trước, Ly Mễ Hung đã sử dụng phương pháp này với con gái mình, có được phép thuật này, con gái bà qua đời trong một vụ tai nạn, nhưng Ly Mễ Hung không muốn chấp nhận sự thật nên cô đã có những suy nghĩ không nên có. Thực tế đã chứng minh đi ngược lại tự nhiên chắc chắn sẽ gặp cô báo khi cô ấy người ta phát hiện ra rằng cô con gái sống lại đã biến thành một con quỷ nửa người nửa xác anh ta sợ hãi đến mức bỏ chạy về nhà và bỏ lại con gái một mình ở vùng núi vài ngày sau một đội leo núi đến vùng núi để giã ngoại kết quả là tất cả các thành viên đều biến mất và đài truyền hình đã phát sóng đoạn phim họ đã quay khi còn sống băng hình li me hu phát hiện ra con gái mình đang ở bên trong quả một thời gian sau có tin báo có người mất tích gần núi đê kênh tin tức Ông biết kẻ sát nhân phải là con gái mình để ngăn chặn. Anh ta tiếp tục làm hại mọi người và Lee Mi đã ở bên anh ta. Đêm khuê cầm mảnh vài đỏ. Anh ta nói dối về việc may quần áo mới cho con gái mình. Khi con gái của quỷ đến gần, Lee Mi Hu ngay lập tức lấy ra mảnh vài đỏ phủ đầy run. Tấm vải liệm đã phong ấn thành công đứa con gái. Nhưng điều cô không ngờ tới là, một năm trước, một nhóm công nhân khai thác gỗ trái phép đã vô tình giết chết một phụ nữ. Đứa trẻ được thả ra khiến cô tiếp tục gây rắc rối cho thế giới. Vì, để giải cứu y tinh, Li Mei Hu quyết định thực hiện tâm nguyện của mình và đích thân lên núi đổi người. Trên đường đi, thuộc phần gọi điện báo tin. Sau khi kể với con gái rằng bạn trai cô vừa tỉnh dậy, quan chức chùa đã biết được sự việc, tức giận mắng bọn họ ngu ngốc vì cô gái áo đỏ cố tình. Thần chỉ đến với cô sau khi anh rời đi, cho thấy cô sợ bị cưỡng hiếp. Vị thần nhìn thấu lời nói dối, Miu Công ra lệnh cho ở ca lên núi cứu người ngay lập tức. Nhưng lúc này Li Mei Hu và những người khác đã lên đến đỉnh núi trước khi xuống xe anh ta lần lượt viết những lá bùa để xua đuổi tà ma trên tay họ và yêu cầu Su Phân làm điều đó. Cố gắng ở trong xe khi sương mù lắng xuống, để xuống xe buýt, và Sơn Y ghét cô gái mặc đồ đỏ vì đã làm hại cô ấy. Cô muốn giết con mình nên nhất quyết xuống xe đi theo Lin My Hu, hãy để cô ấy. Điều đáng thất vọng là dù Lin My Hu có hét thế nào thì cô gái mặc áo đỏ vẫn từ chối xuất hiện. Lúc đầu, Lin My Hu nghĩ con gái sợ chính mình. Sau đó, anh ta cưỡng bức bóc lá bùa trên người cô và liên tục gọi ngực cô. Tên, cầu nguyện cho cô ấy xuất hiện và để tin nghi về nhà, trao con gái người khác cho mẹ họ, ở bên em nhé chị. Tuy nhiên, nỗi oán hận hơn chục năm của con gái tôi làm sao có thể dập tắt chỉ vì vài lời nói của con. Tiêu tan, một lúc sau, có thứ gì đó đột nhiên xâm nhập vào cơ thể Linh Mây Vô số côn trùng bay xuất hiện, theo sát, anh ta chảy máu từ tất cả các lỗ của mình và ngã xuống đất. Tăng lên, trên giường bệnh, ông giao cô con gái út yêu kinh cho Sen igun. Vào thời điểm ơ ca và người của anh ấy đến đây, Lin Meihun đã biến thành một có một thi thể nên anh phải sắp xếp đồng đội đưa thẩm dịch quân xuống núi. Anh tiếp tục tìm kiếm tung tích của Su Phân, thì ra là vừa rồi. Su Phân, người đang ngồi trong xe, nhận thấy Y Tinh đang đi ngang qua nền cổ ấy. Quên lời dặn của Lin Mei Hung, anh vội vàng xuống xe đuổi theo, ngay sau đó. Sau đó, cô lại đến bệnh viện bỏ hoang và tìm người trong phòng phẫu thuật. Đến Y Tinh đang bất tỉnh, ngay khi hai mẹ con chuẩn bị rời đi. Khi đó, bọn họ tựa hồ gặp phải ma, không cách nào thoát khỏi nơi này trong hành lang bất ngờ thay lại có một nhóm người đang tìm kiếm cứu nạn quân bất ngờ xuất hiện bây giờ ở đây họ nói rằng họ đến đây đặc biệt để giải cứu mẹ con họ hai người tin đó là sự thật anh vừa định rời đi cùng họ thì bị một con quái vật tấn công quái vật chặn đường với tiếng gầm của quái vật một số nhân viên tìm kiếm cứu nạn các thành viên trong nhóm rút lui và ngay lập tức biến thành một nhóm tiểu yêu nguyên bản còn quái vật trước mặt chúng tôi không ai khác chính là kẻ bị một vị thần chiếm hữu ở ca dưới sự lãnh đạo của ông hai mẹ con cuối cùng đã có được mối quan hệ không bị cản trở. đừng ngần ngại rời khỏi tòa nhà này. Cùng lúc đó, thẩm dịch quân trở lại chân núi. Anh vội vã đến cộng đồng để đưa yêu kim về nhà. Tôi nghĩ có một sự quyến rũ. Chúa phù hộ cho bạn. Cô gái mặc đồ đỏ sẽ không bao giờ đột nhập vào, nhưng cô ấy không biết rằng mình đã làm rồi. bị ma ám. Cô gái áo đỏ ghét mẹ vì đã biến cô thành quái vật. Anh cũng tàn nhẫn bỏ rơi cô nên cô muốn gia nhập yêu kim, mang đó cùng nhau. Điều cô không ngờ tới là vĩnh thành biết tin mẹ cô đã qua đời. Sau khi chết. Anh không những không hận cô mà còn sẵn sàng nhận cô là em gái của mình. Em ơi, em không phải quái vật, em là con gái của mẹ em. Cô gái trong màu đỏ, không ngờ mẹ tôi cũng không bao giờ quên bà, kể cả anh ấy thường nói về bản thân với yêu kinh. Cuối cùng, yêu kinh thậm chí còn dũng cảm hơn, bước đến gần cô gái mặc đồ đỏ và từ từ nắm lấy tay cô ấy. Sự ấm áp đã mất từ lâu ngay lập tức xua tan sự oán giận của cô. Từ đó trở đi, quần áo màu đỏ, cô gái không còn trả thù nữa và biến thành vô số con bướm đêm, biến mất trong. Giữa trời và đất, phim kinh dị Indonesia mới nhất năm 2024, lời nguyên của làng Oni Mù bắt đầu, siêu phim kinh dị đang đến, bộ phim. Sau khi phát hành, nó đứng đầu danh sách với doanh thu phòng vé là 48 triệu. Hương vị dân gian phong phú và bầu không khí kỳ lạ khiến cuốn sách này trở thành một sự kết hợp hoàn hảo. Bộ phim hấp dẫn nhất trong năm, nhanh lên, người bạn sai trái lớn của Ed. Cùng nhau xem câu chuyện bắt đầu, mẹ của Mi ra đột ngột đổ bệnh. Căn bệnh lạ, không chỉ bị liệt mép giường, không nói được mà còn nổi mẩn đỏ khắp người. Có những nốt mụn đỏ và máu đen chảy ra từ khóe miệng, ngay cả bác sĩ cũng vậy. Thầy thuốc không tìm ra được nguyên nhân bệnh nên người giúp việc ở nhà phải tìm thầy cúng. Luật lệ, của nhiên có chuyên môn về nghệ thuật, pháp sư có thể nhìn thấy mi giờ. Thực tế là mẹ tôi đã bị trừ và không âm thầm đón nhận tôi. Sau đó thầy cúng chỉ vào chiếc tủ ở nhà, thực sự có một vị thần ẩn giấu bên trong. Hộp gỗ bí mật, hộp gỗ đựng bàn tay vàng chất liệu tinh xảo. Vòng đeo tay, Semen nói với Miza rằng chiếc vòng tay này vốn là nơi trú ẩn của làng múa ma, chiếc vòng thuộc về người giám hộ nhưng mẹ cô đã lấy trộm nó nên sẽ bị trừng phạt, nếu bạn muốn bệnh của mẹ bạn được chữa khỏi, bạn phải. Miza đã tự mình đi trả lại chiếc vòng tay, nhưng điều Miza không biết là chiếc vòng tay, chủ nhân không phải là người bảo vệ mà là một con chó biết nhảy. Banshi bên kia đã cai trị Gosi Vilus và yêu cầu họ phải một buổi lễ hiến tế được tổ chức và bảy cô gái được chọn trở thành nô lệ của cô. 25 năm trước mẹ của Misa không may bị một nữ thần báo tử lựa chọn. Nhưng để giúp con gái thoát khỏi số phận, bà ngoại đã chia tay dân làng, thuật sĩ. Họ cùng nhau đánh cắp chiếc vòng tay nắm giữ sức mạnh của nữ thần báo tử. Từ nay trở đi, mà, Takemuza không cần phải hy sinh cho nữ thần báo tử nữa. Thật không may, tôi. Mẹ La vừa chạy đến cổng làng thì gặp phải một con Sakibashi. Anh quá yếu để có thể ngăn cô lại nhưng anh vẫn chửi bới một cách ác độc. Nguyên rủa, Maler, người không biết gì về điều này, đã đeo mặt nạ để cứu mẹ mình. Bàng bàng đến làng Ni mu cùng bạn bè, sau khi tới làng, họ nhận thấy đúng như lời đồn bên ngoài, nhà nào cũng vậy, họ đều là những người yêu thích khiêu vũ và điều hiếm hơn nữa là dân làng không hề bại ngoại. Miza tìm thấy một cô gái tên Lati trong làng và hỏi cô ấy nên làm gì. Làm thế nào để trả lại chiếc vòng tay cho người giám hộ, nhưng Lati và Miza bằng tuổi nhau, tương tự như vậy không? Biết truyền thuyết về nữ thần báo tử, anh nói với Miza rằng có lẽ ngôi làng thuật sĩ biết danh tính của người bảo trợ, nhưng gần đây thuật sĩ bận rộn. Khi anh ra đi, không ai biết khi nào anh sẽ quay lại. Misa không muốn ra trắng. Sau một chuyến đi ngắn ngủi, anh quyết định ở lại chờ thầy phù thủy. Đêm đó, Misa ở lại. Trong gia đình Lati, ba cậu bé còn lại phải sống ở trạm gác ở cổng làng. Địa điểm, nhưng đêm hôm đó, có vài người ăn mặc kỳ lạ bước tới cổng làng. Mọi nơi chúng tôi đi qua, đèn đều tự động tắt, kể cả đèn ở trạm gác. Ngọn đèn dầu đó ít đưa nhận thấy điều này và liên tục lắc đèn, che đậy nhưng ngọn đèn dầu hình như thật lòng chống lại hắn, cùng lắm cũng chỉ sáng lên mà thôi. Một tia lửa, lúc này, một bóng người đang chậm rãi tiến tới, anh ta chuẩn bị lao vào yêu đờ. Khi kéo ra, đèn dầu sẽ sáng ngay lập tức, bóng xám cũng biến mất ngay lập tức. Đồng thời, Mi lo lắng về, lo lắng cho tình trạng của mẹ, suốt đêm tôi không ngủ được nên tôi dậy đi về, uống nước trong phòng khách. Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng phòng mẹ Lati, có một giọng hát mơ hồ vang lên, Mi tò mò một lúc nên, anh tựa người vào cửa và cẩn thận lắng nghe. Không ngờ, cửa phòng tự động mở ra. Mở ra, người phụ nữ đeo gạc màu vàng đang sử dụng đôi mắt đầy ý nghĩa, chỉ nhìn chằm chằm vào Misa cũng là do suy nghĩ, anh ấy đang đợi bạn. Giây tiếp theo, cánh cửa đang mở tự động đóng sầm lại, người phụ nữ bí ẩn cũng biến mất ngay lập tức. Lúc này Misa vẫn chưa biết, anh cho biết, người phụ nữ vừa rồi là chủ nhân của chiếc vòng tay, ngày hôm sau, sáng sớm, Miza vô tình phát hiện mẹ Lati cũng đang ốm nặng, bệnh và nó giống hệt bệnh của mẹ cô, nên cô hãy kể cho La đi nghe về lời nguyền của mẹ cô ấy. Sau khi biết được sự việc, La thì rất sợ hãi nhưng cô cũng không thể làm gì được. Phù thủy hy vọng cô có thể sớm quay lại để hóa giải lời nguyền, không nhiều hơn một. Một thời gian sau, La Ti tốt bụng nhận ra Misa không quen sống ở một nơi đầy mũi. Anh đưa cô về làng trong, phòng tắm để tắm. Misa, tôi không bao giờ ngờ rằng ngôi làng đồ nát này lại có một tòa nhà sang trọng. Hồ bơi tuyệt đẹp, nhưng La Ti nói với cô rằng thầy phù thủy không cho phép dân làng làm điều đó. Để tắm ở bể bơi, Họ chỉ có thể vào phòng tắm bên cạnh, có thể sửa được. Khi Miza đang chuẩn bị đi tắm, một giọng hát quen thuộc vang lên từ phía sau. Miza nghĩ đó là Lê Ti đang hát, nhưng cô ấy nhìn qua khe hở. Nhưng anh thấy Lê Ti đứng đó bất động, và vào lúc này, Miza hoàn toàn không để ý rằng có một con rắn nước đang bò sau lưng mình. Đi, tôi cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Miza vội đi tắm rồi đánh. Mặc dù họ đã yêu cầu Lati rời đi nhưng họ phát hiện Lati đã phớt lờ lệnh cấm linh đã tắm ở hồ bơi và thậm chí còn mời cô cùng tắm lúc này em misa dường như bị một loại phép thuật nào đó triệu hồi và bước vào bể bơi một cách mất kiểm soát hồ bơi sau đó lê ti đến phía sau misa hát nhưng khi cô ấy vận vẹo khi di chuyển cơ thể sang phía bên kia của misa anh ấy ngay lập tức biến thành phụ nữ anh ta trông giống như một con quỷ và đang nằm bên tai misa với giọng nói quyến rũ nhìn nhắc cô rào trước vòng tay lúc này misa cuối cùng đã trở lại chúa ơi nhưng khi cô quay lại Nữ thần báo tử đã biến mất. Cái ao đầy rắn nước trước khi cô biết điều đó, và rồi cô. Một đạn rắn nước cứng bức kéo họ xuống đáy nước. May mắn thay, đó là hàng thật. Lati đã đến kịp thời và cứu cô khỏi đáy nước, cả bể bơi cũng vậy. Khôi phục lại hình dáng rõ ràng của đáy, làm sao có thể có rắn nước. Sa đầu nghe thấy bàn tay, người chủ muốn lấy lại đồ. Cuối cùng, Lati quyết định không đợi phù thủy quay lại mà chủ động đưa Miser đi. Đi đến khu vực cấm phía sau núi, chẳng bao lâu sau hai người đã nhìn thấy một nhóm người ở phía sau ngọn núi. Ngay cả Lati cũng cảm thấy rất thích thú với cảnh mọi người nhảy múa. Nghi ngờ, vì anh lớn lên ở làng và không biết rằng những ngọn núi phía sau anh vẫn còn đó. Có một bộ tộc, sau một thời gian, nữ thần báo tử nhảy múa đầy quyến rũ, khiêu vũ đến với hai người họ, và hóa ra những người này được nuôi dưỡng bởi các nữ thần báo tử. Đồ lệ, tôi nhìn thấy nữ thần bước đi nhẹ nhàng, duỗi đôi chân thon thả về phía Mizer. Mizer hiểu rằng đây là gợi ý để trao trước vòng tay dù sợ hãi nhưng cô vẫn lấy hết can đảm để hỏi nữ thần mẹ của họ có nên trả lại chức vòng cho cô ấy không có thể đù sau khi thoát khỏi lời nguyền nữ thần lập tức tỏ ra không hài lòng và nhìn cô ngay lập tức đối với những nô lệ muốn vây quanh họ Misa chỉ có thể ngoan ngoãn chào trước vòng tay nữ thần báo tử rất tự hào và nói rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy nên bởi vì cô ấy là người đã hướng dẫn Miza đến làng búa ma ngay từ đầu sau khi nữ thần nói với cô mà biết rằng gia đình đã mời Pháp sư từ lâu đã bị Banshee điều khiển, mỗi lần cô ấy trải qua những ngày này. Trên thực tế, mọi hành động đều đã được lên kế hoạch bởi nữ thần báo tử và thậm chí cả cuộc gặp gỡ tối nay cũng do nữ thần báo trước sắp xếp. Sau khi Miser nghe thấy điều này, cô ấy nhìn Lati bên cạnh với vẻ mặt kinh ngạc, cô không bao giờ ngờ rằng Lati lại hợp tác với nữ thần báo tử để phản bội mình. Bản thân, hóa ra tiếng hát mà Miser nghe được khi đang tắm ban ngày thực ra là có thật, đó là sự thật, bởi vì lúc đó Sakibashi đã quyến rũ Lani và lợi dụng cô ấy là mối đe dọa đến tính mạng của mẹ cô, cô đã nắm lấy tay Misa vào đêm hôm đó, chiếc vòng tay đến với bạn, sau khi biết là Ti cũng làm vậy để cứu mẹ mình, sau khi làm việc này, Misa tốt bụng quyết định tha thứ cho Lati và hai người phụ nữ sau đó, họ rời khỏi hang ổ của Bansi nhưng khi trở về nhà họ phát hiện ra. Xuống, dùng nước suối trên núi rửa sạch bụi bẩn trên người rồi đi về phía sau núi. Hóa ra là Sakibasi đã lừa dối họ, mẹ của Zati không những không khá hơn. Thay vào đó, bệnh tình của anh lại càng nặng hơn. Sau khi nhìn thấy điều này, Misa không thể không lo lắng cho mẹ mình. Rốt cuộc, cá nhân mẹ cô, chiếc vòng tay lấy đi con người, cô muốn rời làng qua đêm và vội vã về nhà. Bên trong, nhưng không ngờ trời mưa to, và với sự cản trở của bạn bè, Misa, tôi đành phải quyết định ở lại thêm một đêm nữa và đợi ngày mai tạnh mưa rồi mới rời đi. Có thể, điều cô không ngờ tới là tối hôm đó, Misa nghe thấy tiếng mẹ nói, cô lập tức nhảy ra khỏi giường và đi đến phòng khách, chỉ để mẹ của Lati ôm cô vào lòng hóa ra người phụ nữ trước mặt tôi đã, mẹ của Mi bị quỷ ám, và bà nhắc Mi một lần nữa đừng tự cứu mình, không đồng ý với điều kiện của Bansi, không ngờ dây tiếp theo, mẹ của Lati, Đụ hôn chợt giật giật khắp người, anh ngã về phía sau và ngã xuống bàn, tiếng động lớn ngay lập tức đánh thức mọi người trong nhà, chặt, sau đó mẹ của Lati đột nhiên đứng thẳng dậy và, anh ta có biểu hiện bất thường và hành sáu mê hoặc, anh ta rõ ràng là một phụ nữ, còn quỷ bị chiếm hữu, nữ thần báo tử vừa dứt lời, mẹ của Lê Ti lại ngã xuống đất, ngay lập tức, Cô ấy đang xé rách vùng da đau nhức như điên, không vung được một đòn nào, anh ta bất tỉnh vì đau đớn không chịu nổi. Đồng thời, đúng lúc đó, một ông già mặc quần áo đen, đội mũ đen bước vào và kéo, thì ngay lập tức có cảm giác như nhìn thấy vị cứu tinh của mình. Hóa ra anh ta đã biến mất, phù thủy trong nhiều ngày, thầy phù thủy nói với nhiều người rằng ông đã, mẹ của Mi được điều trị tại nhà, thật không may, khi anh đến thì mẹ của Mi lại phải điều trị, mẹ của La đã bị bệnh nan y, và ngay cả anh ấy cũng không thể làm gì được không phải là đối thủ sáng sớm hôm sau, dân làng đã phát hiện ra ngôi làng, tất cả trong lực lượng. Bây giờ nữ thần đã lấy lại chiếc vòng tay, pháp lực của cô ấy đã tăng lên rất nhiều, và cô ấy còn hơn thế nữa. Máu của gia súc bị hút cạn, thậm chí hoa màu trên đồng ruộng cũng khổ héo, phần lớn đã khô héo, thậm chí nước trong bể bơi cũng đã cạn. Nó được bao phủ bởi đủ loại rắn nước, người phù thủy vô thức nhìn vào một. Bên cạnh anh, anh thấy nữ thần báo tử đang nhìn anh đầy tự hào. Phù thủy biết rất rõ, đây là nữ thần báo tử biểu tình chống lại họ, nếu họ không làm theo chỉ dẫn của hắn, yêu cầu chọn những cô gái để hy sinh, tôi sợ rằng làng sẽ không bao giờ có cuộc sống tốt đẹp nữa. Thế là thầy cũng phải bưng ra một bình cà phê đắng để làm lễ, những ai có thể nếm được vị ngọt sẽ trở thành ứng cử viên cho vị trí nô lệ của nữ thần báo tử, điều khiến mọi người ngạc nhiên là Miser và Lati đều đang học lớp 7, trong số các ứng cử viên, sau đó một số cô gái được thầy phù thủy sắp xếp. Trong cung, mỗi người ngậm một chiếc lá trong miệng. Khi các pháp sư từ bỏ âm nhạc, một số cô gái nhảy múa không kiểm soát. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Miza kinh hoàng khi biết rằng linh hồn của mình đã đến vương quốc của nữ thần báo tử và tiếp tục nhảy múa. Một lúc sau, năm người phụ nữ còn lại, những đứa trẻ lần lượt ngã xuống đất, rõ ràng đều bị nữ thần quấy rối, bị loại bỏ. Mặc dù Miza và Lati là những người duy nhất còn lại trong hội trường vẫn cố chấp, nhưng hai người họ, người ta nhảy từ ngày sang tối mà không có dấu hiệu dừng lại. Còn voi bây giờ thuật sĩ không thể hiểu được rõ ràng đó là người hiến tế nhưng tại sao cô lại không chấp nhận sự hy sinh hóa ra là người phụ nữ đó con quỷ vừa phát hiện ra misa tốt bụng mặc dù cô sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì dân làng nhưng sâu thẳm trong trái tim cô không muốn ở lại đây misa vẫn vậy muốn trở về với mẹ mình nữ thần báo tự nhận thấy suy nghĩ của cô và quyết định quyết tâm cho misa và những người bạn mới khiêu vũ từ sáng tới tối mong tận dụng được điều này phá hủy ý chí của cô ấy nhưng điều bansi không ngờ tới là misa thực sự có thể vượt qua rào cản cô đã thiết lập và để linh hồn trở về thể xác đáng tiếc linh hồn của nàng lại bị hủy diệt ở giây tiếp theo nữ thần báo tử đã dùng vũ lực kéo cô ấy lại thầy phù thủy lo hai cô gái sẽ kiệt sức mà chết nên quyết định cuốn họ lại tấm vải liệm được đặt trên đầu hai người đàn ông khiến linh hồn của họ biến mất ngay lập tức biến mất trước mặt con quỷ nhưng động thái này đã khiến nữ thần báo tử và nô lệ phải sự giận dữ của họ sakibashi ngay lập tức phái nô lệ đi đưa cô gái về samu già nhìn thấy trong tình trạng như vậy anh vội vã mang xác của Mizao và Lati về nhà và sắp xếp chúng. Những người khác rắc muối xung quanh để xua đuổi tà ma, nhưng không ai biết. Thật không may, Mizao lại đến nhà nữ thần báo tử khi cô đang hôn mê, lãnh thổ. Nhưng lần này cô ấy không xuất hiện trong vũ trường. Đó là một hang động tối tăm và ẩm ướt, đúng lúc cô đang tìm lối thoát. Khi đó, cô bất ngờ gặp phải một nhóm phụ nữ cũng được che kín bằng vài liệm giống mình. Và một vài bé gái chỉ còn một cái miệng trên mặt, họ, cố gắng vây quanh misa và muốn cô ấy ở lại chơi cùng họ điều này nó khiến misa sợ hãi anh ta cứ lùi lại nhưng lòng bàn chân bị trượt và ngã xuống đất khi cô đứng lên xung quanh cô là một nhóm vũ công nhảy những người thợ săn đưa misa đến một nơi rộng mở và cuối cùng tìm thấy cô trong bàn si dưới sự chỉ huy anh bắt đầu nhảy múa xung quanh misa để cho misa đầu hàng Sakibashi đã làm phép biến mẹ cô thành vũ công và hứa hẹn duo sẽ cho phép mẹ con họ đoàn tụ miễn là cô ấy đồng ý ở lại nhưng lúc này miser không hề muốn cam kết với nữ thần báo tử chút nào trong lòng con chỉ có mẹ thôi tuy nhiên khi cô muốn chạy sang phía bên kia và gặp mẹ mình khi đoàn tụ họ bị các vũ công ngăn cản không thương tiếc nhưng hai mẹ con không ai trong số họ bỏ cuộc và thực sự đã tạo ra một phép lạ thực ra những xiềng xích của mối quan hệ gia đình đã được tạo ra có thể phá vỡ phép thuật của nữ thần báo tử cho phép hắn họ đi đến một không gian hạn chế lúc này miser đã được kết nối chặt chẽ với mẹ ôm nhau là người duy nhất thoát khỏi làng ở Nimu. Người mẹ biết rõ nỗi kinh hoàng của nữ thần báo tử nên không ngừng nhắc nhở con gái. Đừng bao giờ nghe theo lời thương xót của Sakibashi, hãy tránh xa nơi này. Bên trong, của nhiên, giây tiếp theo, hai người trở lại đại sảnh đầy vũ công. Hội trường ở Lamin các bị chặn, tôi, gia đình bạn không phải do số phận định mệnh. Ồ, thôi nào, cho đến bây giờ. Chỉ sau đó Misa mới phát hiện ra rằng Lati và mẹ cô đã trở thành phụ nữ. Một vũ công quyến rũ nhưng cô không thể cảm nhận được gì từ khuôn mặt của Lati của niềm vui thấy mi vẫn không chịu đồng ý nữ thần Banshee đã làm phép giết mẹ cô anh muốn bẻ gãy từng ngón tay của mình để đe dọa miser ở lại và cùng lúc đó thầy phù thủy thấy họ đã lâu không lấy lại được linh hồn nên một mình trở về trong nhà có tiếng chó sủa từ căn phòng cuối cùng biến thành một con chó săn trừ tà anh lẻn vào lãnh thổ của Banshee và với sự giúp đỡ của linh hồn mẹ miser bà không chỉ mang linh hồn của miser trở về xôn nhân cơ hội cướp lại trước vòng tay thật không may là hai mẹ con ti đồng ý trở thành đô lệ của nữ thần báo tử nên họ một cái chết bi thảm sáng sớm hôm sau sau khi chào trước vòng tay cho Miza, vị samuza nhắc nhở cô không được làm vậy hãy trở lại lần nữa với tư cách là cô gái thứ hai trốn thoát khỏi lãnh thổ của bansi ngô học giả tin rằng nữ thần bị mất trước vòng tay không còn khả năng như trước nữa hãy nguyền rủ Miza bằng cách này chứ đừng nói đến việc dọa dân làng làm lại hãy hy sinh sau khi misa rời đi dân làng gấu si đã chôn cất mẹ và con gái là ti được rồi đó là câu chuyện của ngày hôm nay